Sáng nay, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, Trường chuyên biệt Tương lai thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Sáng nay, không khí khai giảng năm học mới 2023-2024 đã rộn ràng trên khắp cả nước. Thì từ sáng sớm, các em học sinh đã có mặt tại trường với tâm trạng vui tươi và phấn khởi để chào đón năm học mới với nhiều cung bậc cảm xúc cùng bạn bè và thầy cô. Thì hòa chung không khí ấy thì nhiều em học sinh khuyết tật cũng đã trải qua một ngày tự trường đầy niềm vui. Các học sinh trường chuyên biệt Tương lai được hòa mình trong một ngày hội của học sinh cả nước, được nghe thư của Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới, cùng nghe quốc ca và xem một số tiết mục văn nghệ. Buổi lễ khai giảng thật đặc biệt, chỉ có những ngôn ngữ ký hiệu của các em với nhau. Cả phụ huynh lẫn giáo viên đều xúc động trong buổi lễ. Tất cả đều mong muốn và hy vọng những cô cậu học trò nhỏ sẽ học tập thật tốt, cải thiện được tình trạng hiện tại và sớm hòa nhập với cuộc sống bình thường. Rất là bồi hồi, cũng thấy thứ nhất là thấy nhà trường này thấy có cái cách tiếp đón của học sinh, bởi vì bọn này nó chưa biết cái gì hết, nhưng nó tội lắm, rất là tội. Ba mẹ nhìn thấy nó cũng gửi gắm hết tất cả niềm tin vào thầy cô giáo, nhưng mà nhìn thấy phải nói là cũng ngưỡng mộ tất cả những thầy cô dạy các cái bạn lớn, thấy là cũng đã được điều khiển được các bạn, nói chung là đã rất là dạy dỗ và hướng cho các bạn khỏi bớt đi cái tăng động ấy từ kỳ. Nên mình cũng hy vọng con mình sẽ được cái sự chăm sóc và giúp đỡ với là sự tận tình của thầy cô giáo. Với năm này thì mình mang một tâm thế rất là háo hức, rất là mong chờ để chào đón các em đến môi trường mới, để trong năm học này mình có thể giúp các em những kỹ năng, những điều nhỏ nhất trong cuộc sống để các em có thể bước vào đời một cách là dễ dàng hơn, vì đây là những học sinh khuyết tật mà, cho nên là mình có thể giúp gì cho các em thì mình sẽ giúp rất là cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Với những nỗ lực, lòng kiên trì của giáo viên, học sinh trường chuyên biệt Tương lai, nhiều học sinh khuyết tật chậm phát triển tự kỷ đã đạt được kết quả học tập tương đối khả quan so với khả năng của các em, thậm chí một số em đã được lên lớp đạt xuất học như các học sinh bình thường khác. Năm học mới, nhà trường tiếp tục tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nhiều sân chơi, cơ hội học tập, sinh hoạt để các em có nhiều điều kiện phát triển, tiến bộ.